Vỏ sinh học của trái đất bị bào mòn, chuyên gia nói gì? Lớp vỏ sinh học này, tương tự như làn da bảo vệ con người, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự sống bên trong lòng đất, đặc biệt là ở những vùng đất khô hạn. Đây là một tập hợp của các vi sinh vật như nấm, địa y, rêu, tảo xanh lam và các vi khuẩn, tạo thành một lớp bề mặt lâu năm trong đất. Hiện nó đang bao phủ khoảng 12% bề mặt trái đất. Lớp vỏ sinh học của trái đất có nhiều chức năng quan trọng, như lấy carbon và nitơ từ không khí, giữ chúng lại trong đất, tái chế chất dinh dưỡng và duy trì tính ổn định của đất để ngăn xói mòn. Theo nghiên cứu do giáo sư Estelle Corrado dẫn đầu, việc mất đi lớp vỏ sinh học sẽ dẫn đến sự mở rộng của sa mạc, tăng khả năng phát thải bụi và lượng bụi lắng đọng trên toàn cầu từ 5 đến 15%. Đất cũng sẽ trở nên khô hơn và dễ bị thổi bay. Thiếu địa y trong lớp vỏ sinh học cũng sẽ gây ra thiếu nitơ, ảnh hưởng đến sự sống của các thực vật, từ đó ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái. Dự đoán cho thấy đến năm 2070, khoảng 25-40% lớp vỏ sinh học của trái đất có thể biến mất, gây ra sự tăng cường bụi, đất không ổn định và khô hơn, và các loài không thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang cố gắng phát triển các giải pháp, bao gồm việc tạo ra lớp vỏ sinh học nhân tạo và khảo sát sử dụng tảo xanh lam và rêu. Tuy nhiên, việc duy trì cung cấp đủ chất dinh dưỡng để duy trì sự sống vẫn đang gặp thách thức. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.